đánh dấu đấu la từ slide bắt đầu tưởng cật trừ từ đây là một cái thần kỳ bình luận. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đây là một cái thần kỳ bình luận, làm ngươi viết đến mình muốn xuyên qua nhân vật cùng thế giới sau khi, giấc mơ tức khắc trở thành sự thật. Chúc mừng ngươi thành là thứ nhất vị điền bình luận ngươi. Xuyên qua địa điểm, tình đấu đại xâm lâm. Xuyên qua nhân vật, Rimuru, ghi chú xét thấy ngài là vị thứ nhất bình luận người, đã tùy cơ thu được đánh dấu hệ thống, thỉnh kiểm tra, và đánh dấu đấu la từ slide bắt đầu tưởng cật trừ tử săn mồi Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, theo nguồn suối tiếp tục thâm nhập sâu. Rimuru rất nhanh liền phát hiện, có một cái tràn ngập hồn lực to lớn vật phát sáng, phẳng phất là đang hướng về mình vẫy tay. Cái này to lớn phát sáng vật thể, hình dạng tương tự với nhộng, thế nhưng rimuru cái gì đều không nhìn thấy vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp tục tiến lên có điều làm hắn nhanh muốn tới gần thời điểm liền phát hiện nơi sâu xa vẫn còn có hai cái so với cái này còn cường đại hơn vật phát sáng đồng thời chủ yếu nhất là còn lại hai cái hình thể cùng hồn lực chất lượng chỉ ít là cái này nhộng mấy lần thậm chí mấy chục lần điều này làm cho rimuru cảm giác được có chút áp lực vì lẽ đó hắn lựa chọn vẫn là trước tiên thôn phệ tiểu nhân lại nói đem so sánh mặt khác hai cái vật phát sáng cái này tiểu nhân xem đi tới liền rất dễ bắt nạt không có quá nhiều do dự rimuru lập tức mở ra kẻ săn mồi kỹ năng đem hoàn toàn thôn phệ nhưng vừa lúc đó rimuru cả người run lên chỉnh đống slide đều có gì đó không đúng hắn dĩ nhiên sẽ cảm giác được vật này so với trước hắn săn mồi đồ vật đều còn mỹ vị hơn vạn phần thậm chí ngay cả hồn lực đều muốn vượt xa trước hắn thôn vệ hồn thú tổng số tình huống này nhường rimuru không tự chủ được bày ra một cái híp híp mắt tạo hình sau đó bắt đầu hưởng thụ cái này mỹ vị thật lớn thật mềm ăn thật ngon thật sự thật thoải mái Umu tương đương, đại hiền giả, ta đến cùng ăn cái thứ gì a, à, làm sao ta cảm giác thân thể có chút không đúng lắm đây. Cảm giác này thực sự là quá thoải mái, chính đang giải thích xin chờ một chút. Phân tích xong xuôi, đây là trăm vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tàm, đã bị kẻ săn mồi phân tích xong xuôi, nhưng bởi đối phương hồn lực đẳng cấp quá cao, không cách nào tiến hành tiêu hóa thiên mộng băng tàm ta nuốt hoác treo phần mềm hách rimuru cả người đều há hốc mồm hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nuốt cái như thế cái đồ chơi chuyện này thực sự là quá khuếch đại nhắc nhở cấp độ sống chính đang tăng lên xin chuẩn bị kỹ lưỡng đại hiền giả âm thanh vang lên không đợi rimuru suy nghĩ nhiều hắn liền cảm giác được một luồng tê dại cảm giác dũng hướng mình toàn thân cả người thân thể dường như điện giật như thế chính ở run không ngừng thế nhưng rimuru nhưng bày ra một bộ phi thường thoải mái vẻ mặt này chính là cấp độ sống tiến hóa sao cảm giác lại như muốn đi thiên đường như thế rimuru híp híp chính mình cái kia cũng không tồn tại hai mắt lại cảm giác thoải mái bên trong ngủ say tập đến kỹ năng hệ thống ngôn ngữ, có thể cùng bất cứ sinh vật nào đối thoại, không cần tiến hành phiên dịch. Tập đến kỹ năng, hồn lực nhận biết, có thể 360 độ nhận biết xung quanh tầm nhìn. Tập đến kỹ năng, hồn lực biếu tặng, có thể đem tự thân hồn lực biếu tặng cho người khác. Tập đến kỹ năng, hồn lực hội tụ, skill bị động, lấy tự thân làm trung tâm không ngừng hội tụ hồn lực, này kỹ năng không cách nào đóng. Tập đến kỹ năng lực lượng tinh thần bình chướng, skill bị động, thần linh trở xuống bất kỳ lực lượng tinh thần công kích sẽ đối với ngươi hoàn toàn vô hiệu. Tập đến kỹ năng, hồn lực tăng lên đến trăm vạn năm. Đánh dấu đấu la từ slide bắt đầu tưởng cật trừ tử song long hội. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thứ nhất võ hồn, slide. Này võ hồn hiện nay nắm giữ năm cái hồn hoàn, màu sắc phân biệt là vàng, vàng, tím, tím, đen. Cho tới cái thứ hai võ hồn tên là đại hiền giả. Không ra, chính là Rimuru trong đầu cái kia đại hiền giả. Đồng thời cái này võ hồn, cũng nắm giữ hai cái hồn kỹ, màu sắc tất cả đều là màu đen. Lại nói đại hiền giả, ta thực lực bây giờ đại khái rất mạnh. Cấp bậc của ta lại là bao nhiêu, đáp. Người đẳng cấp bây giờ vì là 59 cấp hồn vương. Thực lực hẹn bằng 69 cấp hồn đế. U mu nghe vào coi như không tệ có điều hồn thánh ở đấu la đại lục thế giới thật giống cũng chính là con pháo thí đẳng cấp đi có điều nói đi nói lại ta trước không phải dùng kẻ săn mồi ăn thiên mộng băng tàm sao tại sao thực lực của ta còn sẽ như vậy yếu đáp thiên mộng băng tàm không thuộc về ngành chiến đấu hồn thú tuy rằng ngươi thu được hắn trăm vạn năm hồn lực nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy đồng thời cũng không cách nào thu được kinh nghiệm chiến đấu Rimuru, tính, ngược lại có trăm vạn năm hồn lực liền đủ, cứ như vậy, chỉ ít ở thời điểm chiến đấu, không cần lo lắng hồn lực không đủ. Lại nói thiên mộng băng tàm, hiện tại không phải thật sự bị ta tiêu hóa đi. Nếu như như vậy, ta còn có chút ngoan ái náy, đáp. Thiên mộng băng tàm sức sống ngoan cường, hiện nay chính đang ngủ say ở trong, cũng chưa chết, đồng thời ngươi cũng không cách nào không cách nào hòa tan đối phương cứ như vậy, ta ngược lại thật ra ung dung không ít. Rimuru thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhảy một cái nhảy một cái tiếp tục tiến lên. bởi không mặc quần áo, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể duy trì slide tư thái. có điều ngủ say hơn một trăm năm thời gian, cảnh vật chung quanh tản mát ra hồn lực, đem so sánh trăm năm trước cũng có một ít biến hóa rất nhỏ. Rimuru cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, rất nhanh liền tới đến, cái kia tỏa ra to lớn hồn lực ánh sáng nơi. Ở đây, hắn nhìn thấy một cái ngủ say màu đen cự long. Không chỉ như vậy, Rimuru còn phát hiện tại hạ mới có một cái to lớn chỗ trống. Là người phát ra vô tận hồn lực nhường Rimuru không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Ngân lòng vương cổ Nguyệt Na, rất khả năng liền ở trong đó đo lường đến hắc long vương đế thiên có thể tiến hành đánh dấu quả nhiên là đế thiên a à. ha hả cũng không biết đánh dấu hắn có thể thu được năng lực gì hy vọng cho ta đến cái ra sức điểm kỹ năng có điều nói đi nói lại ta hiện tại có thể sử dụng kẻ săn mồi đem thôn phệ sao rimuru một bên duỗi ra một cái xúc tu đặt ở hắc long vương đế thiên trên người sờ tới sờ lui một bên hỏi dò đại hiền già đáp kẻ săn mồi chỉ có thể thôn phệ có thể trực tiếp thôn phệ so với tự thân nhỏ yếu tồn tại nhưng không cách nào thôn phệ so với tự thân sinh vật mạnh mẽ trừ phi đối phương không hề phản kháng nghe được đại hiền giả trả lời rimuru thở dài một hơi quả nhiên ta liền biết kẻ săn mồi không như trong tưởng tượng như vậy vô địch có điều này nếu như đổi làm nguyên tắc bên trong bạo thực giả chỉ sợ cũng là có thể vô điều kiện thôn phệ đi đáp tư liệu không đủ không cách nào so với rimuru thất lạc rủ xuống thân thể sau đó tiếp tục xoa xoa đế thiên lúc này đế thiên bởi đang ngủ say ở trong nhìn qua một điểm uy hiếp đều không có có điều trên người hắn tỏa ra khí tức nhưng khiến người từ trong ra ngoài cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt nếu không là rimuru thể nội có trăm vạn năm hồn lực hắn căn bản cũng không có biện pháp tới gần đế thiên có điều hiện tại Đế Thiên còn đang ngủ say, tạm thời không có cái gì uy hiếp. Đánh dấu đã hoàn thành. Hồn lực đẳng cấp tăng lên 10 cấp thu được hồn kỹ long thần chảo Hà, chạm đến 10 giây đồng hồ, lúc này mới có thể đánh dấu thành công sao? Cái điều kiện này có chút hà khắc a, à, nếu như gặp phải một ít cường giả, ta chưa kịp chạm đến hắn 10 giây đồng hồ, chỉ sợ cũng sẽ bị biến thành thịt nát đi. Rimuru tự mình nhổ nước bọt một phen, sau đó biến hóa thành hình người, đồng thời triển khai mới nhất hồn hoàn. Đồng thời, cấp bậc của hắn cũng biến thành 69 cấp hồn đế. Mà hắn hồn hoàn đánh dấu đấu la từ slide bắt đầu tưởng cật trừ từ thức tỉnh cổ Nguyệt Na. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Rimuru trắng đại hiền giả một chút, sau đó thu hồi hồn hoàn, biến hóa thành slide hình thái. Slide hình thái có thể sử dụng hồn thú năng lực, đồng thời phóng thích trăm vạn năm hồn lực, hành động cũng càng thêm nhanh nhẹn, thuận tiện tiến hành thôn phệ. Thế nhưng hồn kỹ nhưng không cách nào phóng thích. Ngược lại, biến thân thành vì là nhân loại hình thái sau khi thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, các hạng năng lực đem sẽ tăng lên đến lớn nhất. Có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là mất đi slide hình thái linh động tính cùng với bộ phận mô phỏng trạng thái năng lực liền ngay cả kẻ săn mồi đều chịu đến một ít suy yếu. này hai loại hình thái có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, mỗi cái có các mỗi cái công dụng. Umu hiện tại đánh dấu hoàn thành gần như có thể rời đi chính là cái này chiều sâu. Rimuru ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu, không do thở dài một hơi. không sao chậm rãi bò đi. ngược lại ta đã ngủ hơn một trăm năm cũng không kém ở làm lỡ mười ngày thời gian nửa tháng. Rimuru lên tinh thần chuẩn bị ra bên ngoài bò. Nhưng vừa lúc đó, một cái làm hắn có chút lưng lạnh cả người tầm mắt từ phía sau xuất hiện. Chỉ thấy Ngân Long Vương chậm rãi mở chính mình xinh đẹp con ngươi, đồng thời dùng nàng bể nghẽ chúng sinh ánh mắt nhìn về phía Rimuru. Muốn chết, thật sự muốn chết. Nàng làm sao vào lúc này tỉnh rồi, không chỉ như vậy. Rimuru thậm chí còn cảm giác được trên đỉnh đầu có một cái tầm mắt chính đang nhìn kỹ chính mình. Làm hắn mang theo thấp thỏm chờ đến tâm ngẩng đầu sau khi xem một đôi tròng mắt màu vàng óng cùng với một cái che kín bầu trời bóng người xuất hiện ở trước mặt chính mình. Hắn chính là từ ngủ say bên trong thức tỉnh Hắc Long Vương. Đế Thiên, U Mu. Rimuru cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, lại lần nữa biến thành một đóa hoa cúc, đồng thời hắn cũng đang không ngừng về sau lui lại. Mặc dù nói Rimuru, thực lực bây giờ rất tốt, dù cho là ở đấu la đại lục bên trong, cũng coi như là người tài ba. Thế nhưng đối mặt này hai cái quái vật, hắn chút thực lực này, còn chưa đủ nhân ra làm nóng người vận động. Đại hiền giả, ta nên làm gì? Có biện pháp nào hay không có thể làm cho ta đào tẩu đáp. Không cách nào tính toán, không cách nào cứu viện, không cách nào thoát đi. Này không phải là gọi ta chờ chết à? Rimuru tiếp tục nhổ nước bọt, nội tâm nhưng là hoảng đến một nhóm. Hắn sẽ tới đánh dấu cũng là bởi vì hắn biết rõ, Đế Thiên cùng Cổ Nguyệt Na vào lúc này còn đang ngủ say ở trong. Thế nhưng trời mới biết bọn họ tại sao sẽ vào lúc này thức tỉnh lẽ nào là bởi vì chính mình mò bọn họ mò quá thoải mái dẫn đến bọn họ sớm tỉnh lại muốn lại đến một lần ngựa giết gà rimuru điên cuồng lắc đầu chợt đem loại ý nghĩ này ném ra sau đầu có điều hiện tại rimuru cũng có chút vui mừng hắn vừa nãy may là nhịn xuống mê hoặc không có thôn phệ cổ nguyệt na bằng không hắn hài cốt đều sẽ bị đối phương cho dương chủ thượng chúng ta giải quyết như thế nào cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa đế thiên mở miệng hỏi dò tiếng nói của hắn phi thường chất phác mà kèm có uy nghiêm hoàn toàn phù hợp hắn thú thần hình tượng như thế nào đi nữa nói hắn cũng là đấu la hai dặm diện bán thần boss đồng thời ở đấu la ba dặm diện cũng có ra trận xem như là đấu ba tiền kỳ khá là có bài diện boss tự nhiên là bức cách tràn đầy tiểu tử thú vị, ta chưa từng gặp có sinh vật có thể ở nhân loại cùng hồn thú trạng thái trong lúc đó tự do đổi. Đồng thời ta cũng lần thứ nhất từng thấy, vẻn vẹn thông qua chạm đến, là có thể thu đến trên người đối phương một phần sức mạnh, còn sẽ không ảnh hưởng đến đối phương. Mảnh này đại lục hiện tại đã đản sinh ra, loại này mới mẻ vật chủng sao, về chủ thượng, ta ngủ say thời gian quá lâu, không quá rõ những chuyện này đế thiên vừa nói một bên từ giữa không trung hạ xuống làm hắn triệt để rơi xuống đất sau khi liền hóa thành một cái phi thường đẹp trai đồng thời cũng có uy nghiêm nhân loại hình thái có điều đế thiên nhân loại hình thái cùng rimuru loại này hoàn toàn khác nhau đồng thời cũng không phải hồn thú hóa hình thành là nhân loại tình huống đó hắn đây chỉ là đơn thuần lợi dụng sức mạnh của bản thân mô phỏng ra nhân loại hình thái thuận tiện giao lưu nếu như thật sự chiến đấu với nhau, hắn bản thể mới là mạnh nhất. Đồ vật nhỏ, xem ở chúng ta đều là hồn thú mặt mũi lên, cho ngươi một cái cơ hội giải thích ta ta ta, Rimuru có chút nói lắp. Hắn đại khái trầm mặc mấy giây, lúc này mới thu dọn tốt tâm tư, mở miệng giải thích. Ta muốn nói, ta chỉ là đi ngang qua tham quan, các ngươi tin sao, Đế Thiên. Cổ Nguyệt Na, hai người bọn họ đối diện một chút, Đế Thiên cuối cùng thở dài một hơi một luồng đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng ở trong tay của hắn từ từ hội tụ đồ vật nhỏ không nói thật ta nói ta nói nhìn thấy đế thiên chuẩn bị động thủ primuru đầu óc nhất chuyển, trong nháy mắt mở ra miệng độn hình thức ta kỳ thực là nghe nói ở phía dưới này có nhân vật mạnh mẽ vì lẽ đó ta liền đến thử vận may ta năng lực là có thể hấp thu các ngươi một phần năng lực chuyển hóa thành ta sức mạnh của bản thân đồng thời ta cũng có thể phụng dưỡng cho các ngươi ta tự thân một phần hồn lực trợ giúp các ngươi tăng lên hồn lực hoặc là khôi phục thương thế. Bất quá chúng ta slide bộ tộc, số lượng vốn là phi thường thưa thớt, hiện tại nhân loại phát hiện chúng ta uy hiếp, hầu như đã đem ta tộc nhân tàn sát hầu như không còn. Hiện tại chúng ta bộ tộc này, liền còn lại chính ta một cái, vì lẽ đó ta mới nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, sau đó bảo vệ cái khác hồn thú không bị nhân loại thương tổn ta quyết không thể bị động chịu đựng mà muốn chủ động xuất kích bằng không chờ đến hồn thú sắp tuyệt diệt lại ra tay hồn thú liền thật sự mãi mãi không có phiên thiên ngày rimuru nhanh trí nghĩ đến nguyên tắc slide nội dung vở kịch cùng với đấu la đại lục mặt sau mấy bộ nội dung vở kịch hiện tại hắn tình huống cùng nguyên tắc bên trong gần như đồng thời chủ yếu nhất là đấu la đại lục bên trong cũng không có slide loại sinh vật này nói hắn là một thân một mình loại này lời nói dối cũng sẽ không bị vạch trần ngược lại này hai cái đại lão đều ngủ say thời gian dài như vậy bọn họ muốn điều tra cũng không thể nào khảo chứng lại thêm vào hai người bọn họ đối với nhân loại đều giàu có định ý vì lẽ đó rimuru muốn đánh cực một lần xem bọn họ sẽ không sẽ tin tưởng lời của mình đế thiên hắn đúng là có một ít đạo lý đồng thời hắn nói không sai Nhân loại khắp nơi săn giết hồn thú, hiện tại ta có thể cảm nhận được hồn thú số lượng chính đang kịch liệt giảm thiểu. Vì lẽ đó lần này trước tiên buông tha hắn, dù sao hắn không có nói láo, hắn bộ tộc này xác thực chỉ còn chính hắn, ngân long vương lanh lảnh thanh âm dễ nghe, khiến Rimuru thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cổ Nguyệt Na đều nói như vậy, Rimuru ngược lại cũng không lo lắng đế thiên sẽ động thủ hắn mặc dù là thú thần nhưng hắn từ đầu đến cuối đều sẽ là cổ nguyệt na thủ hạ tuân mệnh chủ thượng đế thiên gật gật đầu sau đó nhìn về phía rimuru ánh mắt cũng biến thành thân thiện một ít dù sao bọn họ cùng thuộc về hồn thú đương nhiên phải so với người ngoài loại muốn càng thêm hòa thuận đồ vật nhỏ ta hiện tại muốn biết ngươi sẽ làm sao bảo vệ cái khác hồn thú ngươi có tính toán gì đế thiên cũng không có trực tiếp để cho chạy rimuru mà là theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục hỏi dò ngân lòng vương cổ nguyệt na cũng không có ngăn cản nàng chỉ là nằm trên mặt đất lẳng lặng chờ đợi rimuru trả lời này còn không đơn giản sao thành lập hồn thú đế quốc a à, hồn thú đế quốc nghe được rimuru cổ nguyệt na cùng đế thiên đều sửng sốt một chút rimuru nhưng là cười tiếp tục nói ta năng lực có thể giúp người khác tăng lên hồn lực hoặc là khôi phục thương thế đồng thời ta có thể giúp một ít mười vạn năm hồn thú hóa hình bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ thành công đồng thời ta còn có thể giúp bọn hắn tăng lên hồn lực sớm ngày nhường bọn họ trở thành phong hào đấu la cứ như vậy, thực lực của bọn họ không chỉ sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm liền hồn thú đế quốc cũng sẽ từ từ vững chắc lên. Đồng thời chủ yếu nhất là, mọi người đều là hồn thú hóa hình, cũng sẽ không tồn tại săn giết cao cấp hồn thú chuyện này, đồng thời còn có thể che chở những kia có trí khôn hồn thú. Cho tới không có trí khôn 10 năm, trăm năm, ngàn năm, cùng với bộ phận vạn năm hồn thú, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi dù sao thả bọn họ tiến vào hồn thú đế quốc cũng là một loại uy hiếp. Mời đọc truyện hài hước. Nhảy, 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 đánh dấu đấu la từ slide bắt đầu tưởng cật trừ tử rốt cục đi ra. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Rimuru chậm rãi mà nói. Hắn theo chính mình lời nói mới rồi, diễn sinh ra một loại mới tư duy cái này cũng là hắn lâm thời nghĩ ra được, đồng thời có thể hữu hiệu thực thi một loại phương thức. Đế thiên cùng cổ Nguyệt Na sau khi nghe, nhất thời ánh mắt sáng ngời, phảng phất là phát hiện tân đại lục như thế kinh ngạc không thôi. Người nói là thật sự, người chắc chắn hoàn thành chuyện như vậy. Ngân Long Vương mở miệng hỏi dò, ngữ khí ở trong mang theo một tia kích động hưng phấn. Đương nhiên có thể, nhưng ta cái phương pháp này có cái nguy hiểm, có một cái rất nhiều nguy hiểm, vì lẽ đó tạm cần hai người các ngươi trợ giúp, ngọn gió nào hiểm. Ngân Long Vương tiếp tục truy hỏi. Điều này làm cho Rimuru rõ ràng, nàng đã động tâm. Vì lẽ đó Rimuru thừa thắng sông lên, tiếp tục nói. Cái này nguy hiểm chính là hồn thú hóa hình sau khi, mang đến tiền kỳ nguy hiểm vì lẩn tránh cái này nguy hiểm ta cần trợ giúp của các ngươi